Cái này em chẳng biết là bao nhiêu lít mà em mua đại để 300 nghìn thôi. Dạ. Bình thường mình có mua nhiều như vậy không ạ? Không. Vì sao anh mua xăng nhiều như thế ạ? À, mình mua để đi nhờ mấy anh em chợ Mỹ mà. Như ngày hôm qua là ngày hôm trước là xăng dầu nó muốn hạ đó, cho nên là cây xăng là lái ít, cho nên là nó hết liền, cho nên bà con tưởng là xăng dầu không có, cho nên là cứ mua miết, cứ kêu là hết dầu, sợ hết xăng dầu. Nhưng mà do họ là doanh nghiệp không có lái về nhiều, lái chừng nớ là lỗ nhiều rồi là không lái được nữa cho nên hết. Em chờ thì